Hello mọi người, xin chào mọi người lại đến với kênh của tụi mình. Hôm qua thì mấy ổng đã cho tụi mình cái vụ mà mấy ổng đi đá gà và thua mười mấy triệu đó mọi người. Bữa nay tức quá, ức quá nên tụi mình sẽ quyết định cho lại hai ổng. Đây là hai con gà, để bắt hai con gà này. Được không, được không? Một con nha mọi người. Mọi người cùng đón xem màn tròn của tụi mình nha. Nói trước thì mất vui phải không nào? Nắm đầu nó, nắm đầu nó. Ôi chậm đỉnh quá. Là trời. Rồi ok thì giờ hai ổng đi mua đồ để về một lát tụi mình qua ẩm thực á. Rồi hai ổng về rồi mọi người sẽ biết tụi mình cho gì nha. A few moments later. Mua gì vậy? Dạ. Trời ơi, ơi thấy mấy nuôi cực chết luôn, bán mẹ. Tốn tiền lúa cho ăn rồi 12 giờ đêm ra phun phèo phèo nữa. Trời ơi, con mở mẹ. Con gì bữa hổm anh nói đi đá ấy thì em sợ anh đá ấy. Hôm qua gõ vàng cầm vỏ sách đi. Đó. Tuy là cho anh mình thiệt nhưng mà cầm cái vỏ sách thì đi. Đó, em sợ em bán 2 con triệu là được 200 ngàn còn gì nữa. Trời ơi, nhưng mà mình mua vừa phải cái đồ. Mua con 800 ngàn nó lỗ chết con đi mẹ rồi. Phan. Mà nó bán được 2 con nữa. Con 800 ngàn hay con 1 triệu? Hứ? Đấy. Con đầu ổng mua 200 ngàn. Ổng mua có con 200 ngàn. Xong rồi tụi em nâng giá lên. Nâng từ từ lên. Ổng chịu mua 800. Cái em mới nói thôi mua 2 con đi 1 triệu. Ừ. Ổng bán luôn. Ừ là chẳng lẽ. Nếu mà 2 con 400 mà mày bán 1 triệu ra lời. Ổng mua 200 mà bán được 2 con 1 triệu rồi ngon rồi. Là tính ra lời 600 lần á. Đúng rồi. Lời 800 á. Không, 2 con 400 mới đầu. 2 con 400. Ừ. Nhưng mà kèo lên 800 con. Cái em mới nói thôi. À, 2 con triệu đi mới bán ổng hô luôn.
Con bự 1 triệu rưỡi hả? Cho là ký 100 luôn á. Là hai con 2 triệu rưỡi đó, hai bà nội khùng quá. Quá hai con có 1 triệu à, nó nói lại trời ơi trời. Con có 1800 người. Đây nè, ở ngoài chợ 1 ký 55 ngàn. Hôm nay giờ em bán 1 ký 100 ngàn. Hai con 2 ký 2 ký bán 800 ngàn là lời biết bao nhiêu rồi. Con mày làm gì được 8 ký. Ngu bà nội ơi, còn ngu, ngu con gà đá thôi, ngu vừa phải con. Con gà đá nó làm như con gà ăn thịt chứ trời. Gà sao? Nó bán chỉ vô bán 1 tặng 1. Đâu? Em con được 200 ngàn đó. Để bán con 1 triệu tặng con 1 triệu rưỡi. Tôi biết trời vợ con chứ biết sao. Chứ con mày ký nhiều. Tôi biết sao tôi nghèo hoài. Có đâu. Trời ơi con quá tôi nghèo hoài. Ổng còn định mua con này nè. Ổng nói bán cho ổng thêm con đi. Mẹ mấy tiếng của anh để em để lại đó. Chứ không phải cũng định bán luôn thì tao cắt cổ mày luôn. Bán ba con rồi lắm luôn đó. Ờ, trời, gà người ta ủng em con chưa gửi bán ba con chưa gửi trời. Chứ sao? Ủa chứ gà này đâu đi đâu mà gà chạy đi ngang con cũng có 60 ngàn ký à? Tính tụi tôi không bán là không? Đây nè. Nếu này rút không ra nuôi hơn 1 triệu rồi đó. Thà bây giờ được còn 1 triệu, đỡ hơn 21 thua 10 mấy triệu. Đúng rồi. Mày nuôi. Hay quá, hay quá, hay quá con mình. Hôm qua đó. Hôm qua thua nào? Hôm qua đó. Ừ, anh nói như vậy là chắc ăn là có rồi, bởi vì cứ bán đi. Nhờ hôm qua không rút tiền được mới không thua đó. Đâu là trời. Sáng mua con vịt này về mình nấu cháo ăn mà. Mẹ nó đi chút xíu mà mở. Bước ngay khỏi nhà xíu có chuyện liền anh. Em sợ em phòng ngừa chứ. Em với Ngọc nghe bác Thị Hùng nãy giờ luôn. Ủa thấy lời mà. Lời mà. Ủa mẹ mua không biết đừng bắt hay gì mà bắt Thị Hùng. Thì bắt bán cho người ta chứ mẹ chuyên ta vô bắt. Đúng không? Mà lời mà đúng không Ngọc? Trời lộn nội đó ở đâu biết nhảo không trời. Ông bắt xe vô chợ. Ông đi bắt theo về ông ghé. Nhớ mà ông không? Rồi. Ông bịt mặt. Vậy là ngày mai ông nghỉ bán luôn. Ông lời bữa rồi đó. Đi đám con Trang. Ủa đi bán lời đám con Trang mà. Mình thấy tôi lời thì có. Lời được 600 ngàn. Cái nón bây giờ mình lời trời. Trời ơi, trời ơi, trả có 200 ngàn mà em không bán là, luôn. Trời, mày khôn dữ lắm, mày khôn ngang vợ nhậu luôn đó. Kèo hai con, ta hai con kẹo ông đội. Khôn ngàn mạnh vợ nhậu luôn đó. Sao không? Sao? Ủa em thấy lời mà. Lời mà. Đi lời đi. Ừ. Thì lại lại theo kiểu của hai bà. Nãy giờ tôi với Ngọc mừng quá trời luôn á, tự hai đứa đi uống trà sữa. Tính tối nay mình kiểu gì cũng mấy đứa kia. Gạo đá đi đó luôn trời. Thiệt má. Chị chứ để hai con nó nuôi cũng tốn gạo, tốn lúa, tốn cơm mà. Ủa sao mà chữ tình dữ vậy? Tao cũng đâu biết tao làm gì sai đâu. Ủa là sai là cái sai của tụi em ở chỗ nào? Sai là ngu quá trời ơi, là trời ơi cũng gạo tao con chịu ứ. Là chưa đã tao bán em chưa chơi thử đó. Không có 1 ký 100 ngàn thì 2-3 ký thì 2-3 ngàn mà tôi bán 800 ngàn. Không có ngoài chợ 1 ký có 55 ngàn à. Không mua cái này gà đá 1 ký 100 ngàn luôn. Wow. Thì lợi rất to rồi nói gì nữa. Bây giờ đi nó không hiểu cùng quá nó lành. Trời nó lành trời. Tại vì hai đứa ngu đều chơi được nhau đấy. Trời ơi, trời. Ủa là mình mua cái nào? Cái tán nó là chết luôn quá. Nãy giờ không biết mua cái nào luôn á. Mua chỗ nào quá. Thì bán hai con là 3 triệu. Bán hai con 1 triệu. Là hai con gì 3 triệu? Muốn gà hay mà. Ông nói hai con có 6 ký. Ông bán hai con 6 ký 600 ngàn. Tao mua hai con trả 2 triệu con bán, tôi còn 2 triệu rưỡi đó. Cứ lên tôi phát đó. Dạ. Nói có ai núp ở đây nghe mình đi nghe. Có ai hỏi thì nói. Dạ, gà này có 1 triệu rưỡi hả? Gà con chưa gửi ai mua. Chưa bán cái này chứ chưa gửi. Rồi chưa gửi ai mua trời. Em thấy vậy cũng lời mà. Với lại đó, gà anh đẻ ra hồi nhỏ anh lớn. Anh đẻ ra hồi nhỏ không có lộn. Gà đẻ hồi nhỏ tôi lớn thì bán gì cũng lời mà. Anh thấy con chịu lời mà. Không mà nói thiệt chứ gà này con chịu gửi ai mua. Nghĩ sao bởi chịu gửi ai con gà mà. Bà thử thời bà đi nuôi gà. Mua con gà mẹ về con gà mái. Con mấy triệu. Gà chấm con mấy triệu mà đổ con bán con 300 ngàn à. Bán tắt cho ai trời. Thì cũng có hàng mua đó. Mày khôn chứ trời. Gì rồi giờ sao? Ông dừng không. Thì đi đây, nhớ mà ông không đi lấy lại nè. Ông bị thử ghê mà. Cũng có 3 ngày ông dắt đi ngay liền nhà tao con. Ông chỉ nói là ông bán thịt ở thứ 9 thôi. Ông ăn nghỉ lắm luôn, nó mới đầu em với Ngọc không chịu bán luôn. Ông nói thôi giờ con 800 đi. Ông nói ờ hai con chịu mới bán. Rồi cái bán luôn. Trời mà ổng mua gấp rẻ lắm nha. Trời ơi, quá nữa tặng chỗ hai cái bội luôn. Mua cái ổng
con trời. Em đã mua con 800 bán 2 con 1.600, nó bán 2 con 1.000, nó lời nó lại. Được rồi, nó chứ lời cho là trời. Còn hai cái bộ luôn. Coi như là hai cái đũa sọt vô nữa. Hai cái bội, hai cái ba tụng sọt chẳng đi đá không có đồ đựng. Đá luôn bây giờ nè, trời ơi, trời nó khôn mất gì trời. Sao mình bán mình phải tặng đồ trong tay, như đi đồ cũng phải tặng sách tủ túi sách cho người ta ta đem về chứ không thể mua ra. Anh ơi, ông còn thừa nữa là trời. Em cho một lời công bằng đi anh. Em với Ngọc chứ sao? Tôi với Ngọc dắt ốc suy nghĩ mới bán được giá vậy. Ủa, đó. Ủa, khi nào mà bữa nay đội đi chợ vậy? Anh Vinh, kêu ai nói đi không? Anh Vinh, sau đó đội đi chợ. Anh em một câu thôi. Nhiều rồi. Tôi biết đâu. Ông xui ông lây. Hôm qua không thì xui gì bữa nay xui lây. Chủ ngờ. Thường ngày có ngủ đi chợ, bữa nay hứng tôi đi chợ. Vậy chứ, chứ tôi biết gì đâu. Theo đội này bắt khôn quá mà. Ông đi ngang, ông kéo. Ở khôn quá trời ơi. Không biết mấy đồng hồ mà về vậy trời. Anh Minh em một câu đi. Em đang nghĩ mua con này luôn mà em thấy đẹp quá em để. Ông chửi kìa, ông đang nghĩ mua như Ngọc 350 ta gặp 200 ngàn. Con này nè, con này 820 con chị sáu vớt lại tôi đủ hết đỉnh, tôi lỗ cũng hết đỉnh. Cái này lỗ rồi mới tới xương. Không mà em nói thiệt nha. Lỗ còn giết cái quần gấp chân. Làm đầu mà có một người mà mua mà dễ chịu quần gấp chân. Thôi, ông vô ngay trả giá bớt rẻ rồi. Ừ. Ủa trời ơi, trả giá. Ông không cầm thương lượng vậy chưa? Ông mới bắt đầu trả giá 200. Cái nó không bán, giờ 800 mới bán. Ông nói, vậy đi. Cái thôi em với Ngọc suy nghĩ thôi, bán con thì không mấy con nó bán khó bán. Thôi giờ 2 con chịu đi bán cho ông mua. Ok, gói cho anh đi bỏ về dọc liền. Ông không có trả giá. Dạ đúng không? Ông nói không phải luôn. Đúng rồi, tổ sao biết ngay vậy? Nói nghe nè. Ông mừng chết mẹ ông mà, bữa nay vậy. Thì con gà đẹp nên ông mừng. Không, ổng buôn bán là ổng mới vậy đó, bớt rẻ vậy đó cho mẹ em ta phải không? Không phải buôn bán không khác bởi vậy. Con không tặng luôn đi. Dạ của anh Trâm ấy ai đặt rồi. Ừ, chứ không phải ổng cũng định đi mua mà nó thấy thôi để lại. Ba con 1.500.000 phải không? Ba con 1.500.000 bớt 100 ngàn luôn. Rồi đó, đó là sao này mới không mua lại nữa? Con 300 mà bán được, con 500 mà bán được. Bây giờ mình nuôi thêm một đàn nữa đi, cũng 1 ốc, ổng thấy nào ổng cũng lợi mua nữa. Thiệt luôn. Không lẽ tao chém con luôn. Chém vậy, tao mua được bán. Ờ, không lại bán luôn giờ bán bà luôn á. Ủa sao vậy anh? Phải chi ông đẹp trai đi xíu. Cho tao bán ché vợ tôi á. Hai đứa nó buồn cái sợ như là trời. Nó càng rẽ càng ngu mà nó tỏ vẻ nó khôn trời. Ngu đâu, là ngu chứ nào trời. Tính tối nay điện tiền với ngon rồi này kia. Nghĩ quay rồi nghĩ làm gì luôn đi, làm gì nói là làm. Tháng tiền còn mà. Còn tiền kìa. Chút xíu mình đi mua bia về mình ăn mừng bác được 2 con gà. Ăn mừng đi. Ừ. Hai bác thông minh quá. Đi về chỗ đầu mày luôn bây giờ. Lấy cái dịch đó, ở quen thật đi bước đi nhậu luôn. Dạ. Ăn mừng thêm hai bác thông quá. Ăn mừng là hai đứa hai đứa ông cho tôi là nếu mà không cho là cũng thua một mấy triệu mà hôm nay tụi tôi được tiền. Ừ. Mà mấy ông đã thua. Thua đâu mà thua. Quá là giỡn gì. Thì giỡn nếu mà rút tiền được là thua rồi. Tôi cứ nghĩ là vợ ông Đậu phát triển lâu rồi chứ hai về còn. À, đừng nói vậy à, vợ ông Đậu á là hồi đó là cứu chồng thôi. Cứu chồng thì sao vậy? Bán 10 ba bán cao tông đất 10 cây vàng mà người ta bán tới 20 chỉ là người ta lời được 10 chỉ rồi thì em bán 2 con lời được thêm 200 nữa còn chỉ. Má mày thấy vợ Đậu khôn mày đọc cái gì chứ sao? Trời ơi, là con cháu của vợ ông Đậu nè. Không mẹ ơi, nó nói chuyện mà nó không biết nó ngu quá trời. Thôi đi vô rồi, mặc dịch với gọt mua hổ quá. Đụng mình mai đó ông đó là lấy lại chứ sao? Cái ông đồng hồ đó. Không, ông nó nghỉ bác rồi, ông nó bán bữa nay nghỉ rồi. Ừ, ông nói về, ông chuốt 2 con gà. Ông nói ông đã ăn, ông cho ông đứa 150 nữa không? Ông mà phải bán cho ai cha? Cha trong nhà có cái không? Đó không? Đâu phải bán đâu. Tôi là chạy 2 con mà nó bán không? Chịu à? Biết cha ba cha mua cha biết bán sao cho bán được không? Đã có 1 triệu là mua 2 ba trăm ngàn hả mày, với thêm mua gà nữa. Góp được rồi, 4 đứa góp đủ rồi. Gà nữa. Đâu, chị xem đi tính theo mà đây. Tưởng là ông mua được rồi, giờ ông bán lại cho người ta, ông lời gấp đôi á. Ông bán hàng đó ông lời sâu quá trời. Giúp dặn anh thật dịch. Ủa tới giờ tôi dặn biết là tôi sai chỗ nào không? Tôi sai chỗ nào? Không sai đâu mà. Làm vậy là đúng rồi. Đó, được. Quá đúng rồi.
triệu sáu. Mặt mới mẹ không bán, bán đủ mẹ hai con 1 triệu. Nhưng bộ 353, bộ 100 phải không? Ờ, bán mấy ngàn thì mình có vậy thôi. Bây giờ, tại vì lộ có tao biết sao không bán 3 trái cây bán 13 bữa. Không lời đồng bằng nè, tao biết. Lộ mày cần ký cho cái tiền nửa ký à. Tính mày giờ ý là khó kiếm nhất trên đời. Bán 2 con bán 6 ai mua. Mày bán chịu mua. Em đi kinh doanh là nhiều mối sẽ hợp tác luôn. Lỡ bán rồi thôi đi, giờ đi làm gì để rách thú quắc gì vậy? Làm đi. Ông bảnh này giờ ông đi vô đây. Gì đi? Còn cái tinh thần nữa mà làm. Chị có tinh thần nhậu không? Lỡ rồi cũng còn tôi cũng còn được 1 triệu mà. Ừ. Đi vô chứ em cho anh thêm năm. Lỡ cũng nuốt. Nó chơi chứ tuổi hai đứa em mua con gà con khác bù cho anh rồi. Là hai con đó anh nuôi lại cho lớp. Gà trống luôn. Em xem dễ rồi. Đợi lý nuôi lớn lên là nó bán lại nữa. Cái gì? Ừ, vậy vậy đúng rồi, vậy rộng gì đó bán lời quá. Hai con gà trống nhỏ nhỏ như này. Nó cũng cái đầu rộng mày luôn bây giờ. Dễ gì mà tam kê chiếc kê gì đó. Đi vô. À, nó chơi chứ trả hai gà cho ông đi để ông. Vô. Ông mất ăn mất ngủ. Vô. 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 Bây giờ vô. Đi, gà đâu ta? Sao á? Lão bác không? Ôi là trời ơi, mà ngu dữ gì cho nổi. Tính tao lại này, không hiểu lại ngu dữ gì sao trời. Tôi nói vợ tôi nó ngu dữ gì chứ. Ông rõ là biết cái gì nè. Biết cái gì đấy cười hoài nè. Tôi biết gì đâu, tôi thấy này nó nói ngu ngu nữa. Tới đâu mà ngu của cậu đấy sao trời. Ai mà ngu dữ vậy? Nên quánh hay sao? Ngu không ngu vậy? Ngu không ra. Rồi dùng cái lòng OK mọi người, thì cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Nếu mà mọi người thấy hay thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ tụi mình nha. Bye bye mọi người.